Hôm nay chúng ta Ừ. tác phẩm thiên của kệ. Dạ. Mở mở cứ mỗi lần mở mà ra mình cứ đi vô cái phẩm cũ và nhắn. Bài kinh mới. Xin thưa với các vị, đó là ba thi á, cái chữ ba thi á, lấy riêng chữ ba thi ở đây đó. Cái chữ ba thi giá này nè, và cảm ơn cái chữ này nè, đó là một cái chữ mà tôi rất là thích, tôi rất là yêu nó, bởi vì nó đối với tôi nó là một trong những chữ thơ mộng bậc nhất. Thấy dịch thành chữ lương thực rồi đó thì nó tan qua sự nghiệp rồi. Trong khi đó cái chữ ba thầy giá nó từ cái ta cũng xin hỏi bà con mà con còn ở đây rong rung thì tôi không biết có vị Phật tử có ai thuộc cái bài kinh lễ bái ân đức tăng tăng bảo đó, cái Supadipanno Phagavato, thì trong đó có những cái ân đức, thí dụ như a hu ni giá, a hu ni giá, ba hu ni giá, các được đó không? Thì ở đây cái chữ ba thầy giá cũng vậy, chữ ba thác là con đường, mà ba thầy giá là những gì mà mình mang theo ở trên đường đi, như vậy là phải dịch tiếng Việt Nam gọi là hành hành lý, rồi cái gì nữa, hành hành trang đó. Và nó còn một thì nó còn có một nghĩa đặc biệt nữa là cái thức ăn mà mang theo trên đường đi. Mình dịch cái chữ ba thì giáp dịch là lương thực đó, thì nghe nó vừa mang theo trên đường đó. Thì trước hết chúng ta nhớ cho nên dễ nhớ là chữ ba thác, mà tiếng Anh đó là chữ ba đó. Mà tại sao tôi đã lâu đó ra, tại vì mình nhìn mặt mũi nó y chang, mà tôi còn ngờ rằng là cái chữ này của tiếng Anh nó là lấy từ chữ chữ Phạn ra, chữ tạo như chữ typhoon, hoặc là chữ không biết trong rừng mình có ai làm ơn tra làm đôi chữ này được không? Cái chữ này là chữ này tôi nghi rằng nó từ cái chữ tiếng Phạn. Các vị tra làm đôi chữ này, có chữ này nghĩa là gì? Something house. Nó có nghĩa là cái khu nhà ổ chuột á, mà tôi nghi đó là cái chữ này nó cũng từ chữ Phạn ra. Nhưng mà đây tôi đi một vòng, tôi muốn nói rằng đó là cái chữ ba thầy giá này nè, nó từ cái chữ path, nó từ chữ path thác, có nghĩa là con đường, mà ba thầy giá là những thứ mà mình mang theo trên đường đi. Mang theo trên đường đi, hoặc là trong trường hợp đặc biệt nào đó thì nó có nghĩa là thực phẩm. Không, nói vậy thôi, nói vậy thôi chứ không trọng. Thì ở đây cái bài kinh này gọi là bài kinh tiếng Hán. Tư lương là ba thầy á, ha, tư lương là ba thầy á, tức là thức ăn mà mang theo trên đường,
hoặc là cái hành lý mà mình mang theo trên đường đó, những gì mà mình mang Thấm mất cơm. 1 2 phút mà mình hiểu được cái chữ ba thì đó, thì nó tới nơi tới chốn như vậy nha. Ở đây nó có nhiều cái chuyện để mà mình dòm ngó tiếp theo đó. Bây giờ mình đọc cái bản dịch của ngày Minh Châu: cái gì cột lương thực, cái gì hút tài sản, cái gì lôi cuốn người, ở đời khó bỏ gì. Thì cái gì cột lương thực là kinh xuất banh thứ thứ ba thi văn. Thì có hiểu chữ ba thi giá mà đúng như là tôi vừa trình bày nãy giờ đó thì các vị mới thấy rằng nó nếu mà cái câu câu này mà dịch cho nó dịch lại đó thì nó sẽ rõ hơn. Có nghĩa là cái cái hành trang mà mình mang theo trên đường đó, đó thì cái gì nó, hoặc là chiếc ba thay giá để mình ghi là cái túi đó, cái túi hành trang đó, thì cái gì mà nó giúp cho mình giữ được cái gì nó giúp cho mình giữ được những cái món hành đường là cái gì. Cái túi đựng những cái hành trang hành lý của mình trên đường là cái gì, thì từ chỗ đó mình thấy cái để mà giúp mình giữ lại được những cái món hành trang hành lý trên đường, hành trang hành lý trên đường thì nhờ vào cái niềm tin, rồi nhờ vào công đức, nhờ vào phước báo, thì tất cả những cái công đức phước báo đó nó chỉ có được từ cái đức tin mà ra. Thì chúng tôi đã giải thích mấy chục ngàn lần đó là không có đức tin thì không có làm được chuyện gì hết. Thì trong trường hợp này nè, thì nhìn vào cái căn tánh của người hỏi, người trả lời rằng là đức tin chính là cái món hành trang rất là quan trọng, bản thân nó cũng là món hành trang banh thứ ba thời gian của một người, đó chính là niềm tin. Rồi cái thứ hai, cái chữ này mới mệt nè: kinh xuất phô ga nó ma sẽ du. Phô ga nó ở đây tức là phô ga năng. Phô ga năng. Cộng với a sẽ du. A sẽ du nghĩa là chỗ ở, hay là cái chỗ ở trong trường hợp này nghĩa là chỗ ở, chỗ dựa, chỗ nương. Chỗ ở, chỗ dựa, chỗ nương. Thì cái câu thứ nhất là kinh xuất banh thứ ba thời gian, cái gì mình cái túi hành lý của người ta là cái gì, cái câu nhất là túi hành trang người ta là cái gì trên đường, cái gì mà đựng cái món hành trang hành lý của người ta. Cái thứ hai đó là cái tài sản của mình, cái chỗ dựa, cái điểm tựa của nó là ở đâu. Thì ở đây ngày Minh Châu người dịch là thần tài hút tài sản, quá là kẹt. Cái chữ thần tài này trong chú giải mới giải thích là Isariya. Đấy, Isariya. Trong Atthakatha đó nha. Atthakatha giải thích đó là Isariya. Rồi trong Tika đó, Tika mới giải thích là quý phụ quá. Tổng kết lại thì cái chữ series ở đây là quyền lực. Là quyền lực. Có lý do mà tại sao mà ngày Minh Châu ngày dịch đó là thần tài đó, là không phải sai, nhưng mà phải nói hơi khó nghe, là nhưng mà trong trường hợp này theo chú giải thì đó chính là cái quyền lực. Chính cái quyền lực nó hút tài sản. Các vị có thấy rằng chẳng hạn như là ngày xưa đó,
chỉ riêng ông Điền Chủ là có nghĩa vua. Một địa phương, ở trong một cái khu vực đó ông thích cái gì thì ta, họ có một con chim két, chim biết nói, hay là có một cái cây cảnh đẹp, hay là tôm cua cá thịt, bất cứ cái gì mà hễ mà cái người tá điền họ có đó, một là ông thiền chủ, ông điền chủ hoặc là ông quan địa phương mà ông muốn đó, thì coi như là ông được. Của ai mà biết, biết cái ông là vua một cõi là ông được. Đó là chỉ là một ông quan địa phương thôi, quan phụ mẫu địa phương, hay là và hôm nay chúng ta cũng biết mà, những cái quốc gia mà tham nhũng đó, mấy ông lớn mà ông đi đi xuống đi chỗ tự mà muốn hối lộ mấy ông nó thì còn còn mau nữa. Cho nên ở đây cái chữ quyền lực ở đây nó là gì đó, quyền lực đây có nghĩa là nó là cái chỗ dựa, nó là điểm tựa cho tài sản. Chu Vĩnh Khang ở Trung Quốc, ổng có một thời đó ổng nắm quyền ở bên cái ngành dầu mỏ, rồi có lúc cũng là bộ trưởng bộ công an. Ổng có một cái tập đoàn tài chính chằng chịt như cái chân rết vậy đó. Mà tới lúc mà phanh phui ra mới đây thôi, chẳng những mới đây mà còn đang lúc này nữa, đang lúc này ta vẫn còn tiếp tục điều tra Chu Vĩnh Khang. Nhân vật gọi là quyền thì chỉ riêng cái tài sản mà ta thu từ ổng và từ cái tập đoàn 300 người của ổng nó lên tới 14 tỷ đô la Mỹ. 14 tỷ. Thì cái đó cái quyền lực là vậy đó, nhờ cái quyền lực đó thì có tất cả nha. Quyền lực là có tất cả. Quyền lực cái chính là cái điểm tựa của tài sản. Ở đây cầm trong gì là thành tài, là bởi vì này cũng dựa vô một nghĩa trong từ điển, chứ không phải là cái khơi mà ngày dùng. Cái đây ngày dịch cái chữ ngày dựa dùng cái nghĩa tôi một một trong nhiều nghĩa của chữ series. Và từ từ khi tôi dịch này, tôi hướng dẫn cái lớp này nè, tôi mới ngờ một chuyện, đó là nhiều chỗ tôi nghi không phải là ngày dịch, toàn bộ kinh tạng của ngài nó có rất nhiều cộng sự viên. Thứ hai tôi ngờ một chuyện, đó là bản Pali chỉ là một cái bản mà ngài tham khảo thôi chứ không phải là bản gốc. Ở đây tôi không muốn nói chữ thần tài trường hợp này, mà tôi muốn nói đến nhiều trường hợp khác. Dường như cái bản chánh mà ngày dựa là dựa bản tiếng Anh, còn bản Pali chỉ là bản tham khảo bên cạnh thôi. Bên cạnh thôi. Tiếng Anh nó có cái này là có chỗ thì người ta có chua có chú giải, còn có chỗ thì không nha. Cho nên là hôm nay chúng ta thấy cái ngày Bodhi đó, ngày Bodhi là một vị sư người Do Thái. Ngày Bodhi hiện nay là ngài đang có một cái kêu là một cái chương trình, hay là một cái công trình cũng được, là phiên dịch lại cái kinh tạng nhưng Pali, có nghĩa là mới lại cái bản dịch của hội Pali Text Society trước đây. Và cái cách mới của ngài thì ngài có điểm độc đáo, đó là ngài không chủ trương dịch lại nguyên vẹn chú giải, mà ngài dịch chánh tạng rồi chua chú giải. Tức là khi dịch thì gặp những cái chữ khó thì ngài mới chua cái ngài mới ghi chú thêm cái phần chú giải cho cái chữ khó đó. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà trong Phật tử Việt Nam, trong tăng ni Phật tử, tăng ni tu nữ Phật tử Việt Nam nói chung và trong râm này nói riêng, nghĩa là bây giờ mình dịch hẳn 100% tập sơ chú sơ Atthakatha đó, thì thứ nhất là một đó là một công trình lớn lắm, làm ngán. Và cái cách hay nhất là làm sao in lại cái bản dịch cái ngày Minh Châu, và trước khi in nhé, trước khi in thì mình liếc vào ở trong cái bản dịch mình đem cái phần chú thích đó đó, mình chèn vô trong bình, là mình chèn vô, một là mình đánh 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 dấu đánh số 1 2 3 4 cái số nốt ở trong mỗi trang dịch của ngày Minh Châu đó, mình mình
đánh dấu xong bên dưới đó là mình mới chen những cái chỗ chú giải này vào. Không biết tôi nghe nói được các vị Phật tử trong đây có nghe kịp không, là không nổi rồi, bởi bởi dịch này quá hay đi. Nó chỉ có một vài chỗ cần bổ sung điền khuyết thôi. Thứ hai nữa đó là cái thứ nhất là quản dịch của hai mình không thể thay thế được cái văn phong của ngài. Thứ hai nữa là bây giờ dịch hẳn bộ chú giải thì ai đọc đây, ai người Việt mình nên là nói mình thông minh mình giỏi, chứ thật ra cái truyền thống nó đã mất rồi, mình phải đau lòng và khách quan nhìn nhận chuyện đó. Theo thống kê của quốc tế đó, mới năm 14 này thôi là cái số người Việt Nam đọc sách mỗi năm đó là chỉ có 1,8 cuốn thôi. 1,8 cuốn có nghĩa là một người Việt Nam một năm đọc chưa có hết hai cuốn sách đấy. Người ta làm cái thống kê như vậy. Mình bây giờ cái sở thích đọc sách không còn nữa. Cho nên bây giờ mình phải chấp nhận một sự thật, chấp nhận một sự thật. Chẳng hạn như kỳ rồi tôi cho in một cùng lúc hai cuốn, mà bây giờ giờ cuối tôi nói chắc không để lại Việt Nam, là bởi vì ai đọc đây, rượu ngon không có bạn hiền, không mua không phải, không tiền không mua. Ok, bây giờ tiếp theo là cái gì cột lương thực, cái gì hút tài sản. Thì cái tài sản nó hút tài sản ở đây đó, tôi ngày dịch là chỉ hút, mình thấy rõ ràng trong tiếng trong cái câu kẹp Pali thì không hề có một động từ hút ở đây, mà là cái chỗ dựa. Cái gì kinh số phô ga nó mang, cái thứ ba nó là kinh số na răng pari cá sạch. Đường đời muôn vạn lối thì có người đi là dựa vào cái gì mà lôi kéo chúng sanh đi. Chứ đời nó mênh mông mà mỗi người đi một hướng, thì cái gì mà nó kéo người ta đi về một hướng, cái gì nó đẩy người ta đi về một phương, cái gì đây? Đó chính là cái Ichha nó đang phải cắt sạch. Cái câu này rất là quan trọng. Chính cái ý muốn nó mới là ma đưa lối, quỷ đưa đường, để đưa chúng ta vào những chốn đoạn trường. Mà cũng chính cái ý muốn nó đưa ta về những phương trời lợi lạc, những cõi thiên đường. Ý muốn là tất cả, chỉ ý muốn. Và tiếp theo đó, cái câu thứ tư cũng chính ý muốn, nó là cái ý muốn, nó cũng chính là cái mà mình không bỏ được, bởi vì mình còn có cái muốn mình thì mình mới có còn có cái ý đi về phía trước, đi về phía trước. Còn con đường nó đúng hay sai là tính sao nha, nhưng mà còn có cái ý muốn thì còn đi về phía trước. Cho nên chúng ta còn có nhiều cái chỗ dựa để mà đam mê, để mà thích thú, để mà thấy hào hứng ở trong cái cuộc chơi sanh tử này. Và sẵn ở đây tôi cũng phải nói thiệt một chuyện, đó là có rất là nhiều người mà tôi tiếp xúc được, tôi thấy họ bị một cái này, mà tôi mong rằng ở trong room này nếu mà không có thì tốt, mà nếu có thì có lẽ nên nghiên cứu lại nha, nên nghiên cứu, nên có dịp nhìn lại mình một chút. Có người họ khoe với tôi rằng là họ không thích cái gì hết đó, họ nói với tôi họ không thích cái gì hết. Khi mà nói về người khác, khi nói về người khác họ nói rồi con lạ lắm, sao con không thích đi shopping ăn này, rồi có người khoe ăn, họ nói là con ăn cái gì cũng được hết, bà xã mà do cái gì mấy chục năm lấy nhau, con chớ có hề con chưa từng mà làm khó làm dễ bà đâu. Cũng ăn được hết, con không có thích cái gì hay đặc biệt hết á. Rồi có người nói sao đồ đạc, ai nói xài đồ hiệu đồ tốt đồ đắt tiền, sao con cái gì cũng xài được. Thì khi họ nói với họ tưởng cái đó là cái hay, đúng. Nếu nếu mà đúng như vậy là hay, nhưng mà tôi xin thưa một điều, vì mình có tới 1 tỷ cái mình thích lận, cho nên một cái nào cho rằng mình không thích nó chưa đủ, nó chưa có đủ để mình hãnh diện đâu. Chưa đủ đâu, bởi vì mình nó không thích cái này
cho nên mình mới đi khoe chứ. Cho nên có lần đó, ông cậu của ngài Xá Lợi Phất á, ông đến ông nói với Đức Phật, ông nói bạch Thế Tôn, con không có thích cái gì Đức Phật sẽ khen không, nhưng mà không, Đức Phật hỏi ngược lại, ngươi nói là ngươi không thích cái gì hết, nhưng mà ngay cái chuyện mà ngươi không thích gì hết đó, ngươi có tâm đắc với nó hay không, ngươi có thích cái đó hay không. Các vị làm ơn xem ở trong trong trung bộ kinh ha, cái bài kinh gọi là đi khanh khanh. Đấy, trung bộ ha. Thì lúc đó là ngài Xá Lợi Phất đã xuất gia được một tháng đúng, một tháng đúng nha, cái lúc mà Đức Phật giảng bài kinh này, khi mà ông cậu của ngài đến gặp Đức Phật, lúc đó ngài xuất gia đúng một tháng rồi, và trong suốt một tháng đó là ngài chỉ là một vị sơ quả thôi, nhưng mà sau khi ngài nghe Đức Phật giảng xong cái bài kinh cho người cậu đó, thì lúc đó ngài đang đứng ngay cầm quạt quạt hầu Đức Phật, thì sau khi mà ngài nghe mà Đức Phật trả lời xong thì ngài lập tức là ngài chứng A-la-hán tại chỗ ha, lập tức chứng ngộ A-la-hán cùng với và lục thông tam minh và tứ tuệ phân tích ngay tại chỗ. Đó. Ngay tại chỗ, tức là ông khoe với ngài đó, là ông cậu ông khoe là con không thích cái gì hết, không cái gì trên đời này mà nó làm cho con cảm thấy hào hứng là thú hết. Thì Đức Phật rồi nói, ngươi không thích cái gì hết, nhưng mà cái chuyện mà ngươi không thích đó, nó cũng là một cái điều mà ngươi tâm đắc, cái điều mà ngươi thích, hãy cẩn thận nhìn kỹ lại mình. Hoặc một trường hợp khác, ngài Anuruddha, ngài Anuruddha là cảm ơn ngài rất là nhiều, thỉnh thoảng nó cho tôi biết chúng ta, tôi không biết nữa. Là tôi đang là trôi dạt vào cái cảnh giới nào, nói một mình nghe thôi. Ngã lúc đó đệ nhất thiên nhãn, ví dụ mình đề bà Đạt Đa rồi đó, ngày A Nan rồi đó, tổng cộng là 6 vị. Thì ngày xuất gia xong thì ngày đắc, và trước khi xuất gia ngày chứng quả Tu Đà Hoàn rồi, xong rồi ngày tu tập ngày thiền chỉ, rồi ngày chứng đắc gọi là tứ thiền ngũ thông. Và cái thiền nhãn của ngài đó là ngay cái lúc đó là đã là số 1 rồi. Số 1. Số 1. Có một lần đó ngài vào, ngài là vị sơ quả rồi mà ngài vào ngài gặp ngài Xá Lợi Phất, thì mới nói thế này: "Thưa tôn giả, tôi có thể nhìn thấy 1.000 cái vũ trụ dễ sợ như vậy. Tôi có thể nhìn thấy 1.000 vũ trụ, nó dễ dàng như là người ta nhìn mấy cái trái sung mà để lòng bàn tay vậy." Cái câu này đối với những người không có mặn mà về về khoa học thì thường lắm, nhưng mà nếu các vị có để ý một chút, các vị thấy đây là một cái khả năng rất là đáng nể. Là vì sao? Là vì đến hôm nay nè, đến hôm nay nè, là mình cứ hình dung trái đất mình nó giống như cái hộp nhãn ở trong vũ trụ, nó nhỏ xíu vậy thôi, nếu cần mà nó còn nhỏ hơn nữa. Bởi vì hộp nhãn á, mà hộp nhãn mà mình để trong một cái căn nhà đó, thì căn nhà đó, căn nhà thì tôi cho căn nhà nó có diện tích là 1 cây số vuông đi, 1 cây số vuông nha, căn nhà tức là một cây số vuông, nhà nhà lớn, một cái hộp nhãn, tuy nó so với căn nhà đó nó nhỏ thiệt, nhưng ít ra hộp nhãn nó là một cái trọng lượng của nó, ít ra nó cũng có thể tính được, và cái diện tích của ngôi nhà nó có thể tính được. Còn cái trái đất của mình á, mà trong vũ trụ thì nó còn nhỏ hơn là cái hộp nhãn ở trong cái nhà kho nó. Vì sao? Là bởi vì cái nhà kho nó, cái diện tích đó mình còn tính được, còn cái vũ trụ thì nó bao la, nó hàng ngàn số vô bờ vô bến nha. Mà cho đến bây giờ khoa học họ chỉ đi vòng quanh cái hộp nhãn đó thôi, từ cái hộp nhãn nó đi ra ngoài đó, mình cứ tưởng tượng một cái hộp nhãn nó trôi bồng bềnh trên mặt mình đã lên được nó mấy lần rồi, hay là chỉ bay vòng vòng bên ngoài thôi. Thì mình chỉ biết là trên thế giới này chỉ có một người Mỹ duy nhất là đặt chân lên đó, thì chỉ có riêng người Mỹ thôi, ba người Mỹ đặt chân lên đó thôi nha, chỉ riêng duy nhất có Mỹ thôi, chứ còn mà chưa có một đất nước nào mà đặt chân lên đó. Chứ bay nghe giỏi giỏi lắm, chứ bay vòng vòng bên ngoài. Điều đó có nghĩa là cái vũ trụ của mình nó chỉ riêng kinh hoàng đó,
Và riêng cái ngày ngã Đấu Đá này, nhìn thấy 1.000 cái vũ trụ như vậy, 1.000 để cây trong chú giải nó là một 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 ngàn mặt trăng, 1.000 mặt trời, tức là 1.000 cái thái dương hệ, vậy nó làm nên một cái tiểu thiên thế giới, mà 2.000 cái tiểu thiên thế giới nó làm thành ra là một cái trung thiên thế giới, mà 1.000 lần cái trung thiên thế giới nó làm thành một cái đại thiên thế giới. Và cái khả năng thiên nhãn của ngài thấy được nhiều ngàn cái đại thiên như vậy, dĩ nhiên nó có giới hạn so với vị chánh đẳng giác nha, nhưng mà khả năng ngài thấy được nhiều ngàn cái đại thiên thế giới như vậy, cho nên ngài mới tự hào nữa. Mà thưa tôn giả lại Phật, tôi có thể nhìn thấy 1.000 cái vũ trụ, nó dễ dàng như người ta nhìn những cái trái sung trên lòng bàn tay. Thì lúc đó ngài sẽ là Phật, ngài mới nói thế này: khi mà hiền giả nói rằng tôi khoan, còn một câu nữa: thưa hiền giả, tôi có thể nhìn thấy 1.000 cái vũ trụ, nó dễ dàng như người ta nhìn thấy những cái trái sung trên lòng bàn tay, tuy nhiên tôi vẫn chưa chấm dứt hết đạo hoặc. Thì ngài sẽ là Phật, ngài phân tích, ngài nói một nửa câu nói của hiền giả là tôi nhìn thấy được 1.000 thế giới dễ như thấy trái sung trên lòng bàn tay đó, cái đó đó là được, cái câu đó đó được phát biểu bằng cái lòng kiêu mạn. Còn một nửa câu sau là tuy nhiên tôi vẫn chưa chấm dứt được lậu hoặc, thì cái một nửa câu này nè nó chính là lòng trạo, là cái trạo hối xuất sắc như vậy, xuất sắc, tức là trong cái nhìn của một bậc thánh đó, thì mọi sự nó phải chia ly như vậy đó, chỉ là chỉ có một ý, một chút xíu, một câu nói, một người sư đệ khoe với sư huynh vậy thôi, sư huynh giúp đỡ cho người sư đệ nhận diện được vấn đề, và ngày 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 ngã nó thá lập tức lui ra, cảm ơn ngài sẽ là phát rồi lui ra, và ngài chuyên tâm thiền định. Không lâu sau đó chứng được quả la hán, và không còn, dĩ nhiên là không còn có cái chuyện kiêu mạn hay là trạo hối nữa. Còn mình thì sao? Mình muốn tùm lum hết, mình cái gì mình cũng thích, và cái gì mà mình có được chút ít rồi nó cũng đủ để làm cái niềm kiêu mạn cho mình hả? Mà mình có bao giờ mình ngờ tới được điều đó không hả? Mình nhìn quanh trong một xung quanh Phật tử xung quanh mình, có ai mà một tháng mà được 8 ngày bát quan không? Không nhiều lắm. Thế là mình kiêu mạn. Mình nhìn quanh trong Phật tử có ai mà đi nghe pháp mà nhiều như mình không? Thế là mình kiêu mạn. Có ai đó mà coi như là trong nhà sách kinh nhiều như mình hay không? Thế là kiêu mạn. Có ai mà đi Thái Lan Miến Điện nhiều như mình không? Thế là kiêu mạn. Có ai mà trong nhà kinh sách mà nhiều như mình hay không? Tin tức Phật pháp mà tin tức với chư tăng tu nữ mà cập nhật được nhiều như mình hay không? Thế là mình kiêu mạn. Có nghĩa là mình cứ là từ lưa hết cái gì một chút xíu thôi, kinh đem về đóng bìa cho đã, đúng vô tử, đúng khóa cửa thờ cũng kêu đủ để mình kêu mạng nha. Tôi vừa thỉnh được một bộ của sư chánh thân cũng kêu mạng, tôi vừa thỉnh được một bộ của sư chánh đức sư tâm ảnh cũng kêu mạng, mà toàn là đem về thờ không thôi. Đấy. Cho nên ở đây đó mình phải nhớ rằng cái gì mà mình dễ kêu mạng là vì những cái vấn đề, vì những cái đó mình thích, còn cái thích ở mức độ nào và lý do tại sao thì là chuyện khác nha. Cho nên tôi bỏ công tôi đi một vòng để cho vị thấy rằng ở đời cái gì lôi cuốn người và cái gì khó bỏ, thì cả hai cái câu này nè nó được trả lời bằng một chữ thôi, là chữ ít cha, cái là cái ý muốn thích cái này thích cái kia, chính cái thích này nè nó dắt mình đi nha, còn nó dắt mình đi đâu thì đó là tính sao nha. Nhưng mà chuyện đầu tiên đó, là chính ý muốn nó dắt mình đi, và cái câu này nó có hai cái ý mình phải lưu ý. Nhất, còn thích thì còn có chỗ đi, mà còn có chỗ đi thì còn sanh tử, nhớ nha. Thứ hai của cái chữ này, của cái chữ ý thích này nè, nó tích cực hơn, có nghĩa là cái câu thứ nhất mình tích cực hơn, có nghĩa là muốn thực hiện một cái điều gì đó, kể cả cái ước nguyện giải thoát thì cũng phải có ý muốn. Nói như vậy có nghĩa là anh muốn đi vào cũng phải có ý muốn, mà anh muốn đi ra cũng phải có ý muốn, anh muốn đi lên cũng phải có cái gọi là ý muốn, mà anh muốn đi xuống cũng phải có cái gọi là ý muốn. Điều đó có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình phải chú ý là cái muốn của mình nha, mình phải chú ý là cái muốn của mình, cái này nó rất là quan trọng.
Để chú ý là cái muốn của mình. Quan trọng là chỗ đó. Thì trong đây ngài mới nói thế này: Ít cha bắp tha bú thu sắp ta. Cái chữ bú thu sắp ta này nè, bú thu sắp ta này nè, nó đồng nghĩa với là bú thuyết cha nè, có nghĩa là phàm phu. Đối với phàm phu á, còn ít cha bắp tha có nghĩa là bị gắn chặt, hay là bị trói buộc, vào những ước muốn. Kẻ phàm phu bị trói buộc, bị gắn chặt vào những ước muốn, giống hệt như là con chim mà nó dính ở trong cái bẫy gì đó. Chỉ ba xa đây là bẫy, bẫy ba xa là bẫy. Cái lưới mà chụp chim á, cũng gọi là pa sát, mà cái lồng mà nhốt con chim mồi để rồi cái con chim trời nó bay vô nó kẹt nó cũng gọi là pa sát. Pa sát này là cái bẫy nha. Thì cái câu này nó có nghĩa là ít cha nó răng parikasati, chính ước muốn á nó dẫn dắt người ta đi. Và thứ hai nó là ít cha lokasmi đức cha hà, cũng chính ý muốn nó là cái mà khó bỏ nhất. Đức cha hà là gì? Đức cha hà đây là từ chữ đú là khó, đú là khó của chữ cha hát. Cha hát ở đây đó là từ từ cái động từ là gì, là cha hề tí hả. Mà tại sao tôi lại chú ý kỹ, như vậy? Là bởi vì đây là một cái động từ mà quý vị học chữ Pali quý vị rất là thường gặp, rất thường gặp. Và cái chữ chá há này là cái chữ mà trong kinh điển chúng ta thấy rất là thường nha. Cho nên phải nhớ đức chá há là khó từ bỏ. Tổng cộng gọi là đức chá há là cái gì đó mà nó khó, lìa bỏ. Thì chính cái ý muốn đó, nó là cái khó, rất là khó. Bởi vì tôi nói rồi, còn có ý muốn thì mình còn có đi tới. Hai nữa đó là cũng chính cái ý muốn mà nếu mà mình dời cái mình đổi hướng đó, thì thay vì đi vào đi xuống cái vòng sanh tử, có nên mình đi lên mình đi ra khỏi cái vòng sanh tử nghe. Ý muốn là nó quan trọng như đó. Cho nên ở trong pháp tứ thần túc đó, nó có cái gọi là cái dục dục cần tâm thẩm đó. Thì cái dục lúc đó không còn xài cái chữ ichcha nó, mà xài là cái chữ chanh đá, mà cũng đồng nghĩa đâu rồi này. Dục cần tâm thẩm có nghĩa là không có cái ước muốn mãnh liệt thì không được, mà không có sự nỗ lực đúng mức cũng không được, không có một cái tâm thái tương ứng cũng không được, và không có đủ cái tuệ lực, cái sức mạnh trí tuệ cũng không được nha. Thì bốn cái đó gọi là bốn cái gọi là tứ thần túc. Túc tôi là túc tôi là đây là họ dịch sát, túc tôi là cái chân, nhưng mà thật ra đó, cái đó là cái chữ mình xài quen, mình không có tra nghĩa cái gốc của nó. Đúng là có những chữ đó là người ta dịch sát, cái chữ. Rồi có tàu, có một cái mà tôi không có thích đó là cái giống dạ giờ cũng dịch, mà do ngày xưa cái nguồn tham khảo nó ít ấy. Cho nên là họ cái thường ví dụ như tôi nói hoài chữ mà tôi mỗi lần tôi nói tôi thấy bực là cái chữ gu ná. Chữ gu ná đó nó có nghĩa là công đức, là cái ân đức. Nhưng mà thật ra nó hai cái nghĩa này nó là một trong 1.000 cái nghĩa cái chữ gu ná. Chữ gu ná nó nhiều nghĩa lắm, nó có nghĩa là cái sự chồng chất, hoặc là nó nghĩa là cái lớp. Ví dụ như mình xếp cái tờ giấy hay là cái miếng vải mình xếp thành một lớp, mình xếp xếp xếp, xếp đôi nè là lý gu ná, mà xếp tư gọi là cho túc gu ná, đại khái như vậy. Gu ná đây là chồng hay là lớp. Cho nên cái ca mắt gu ná ở đây đó, mà dịch là dục công đức nghe nó rất là kỳ, mà dục công đức mà cái này nó chỉ cho cái gì? Nó chỉ cho năm trần, nó chỉ cho cái gì mà nó khiến cho cái tham cả
dục ái của mình nó cứ chồng chất lên. Nó khiến những cái mình bị chồng chất lên được, mà cái chữ cú ná nó còn nghĩa là toán nhân, tức là cái sự nhân, lần một là hai, hai lần hai là bốn, thì cái lần ở đây nó có nghĩa là cú ná. Cái cú ná nó nghĩa là nhân nữa, tức là có ba lần bốn lần, hai lần hai là bốn, rồi ba lần ba nó là chín nè, thì như vậy được gọi là cú ná, cũng gọi được gọi là cú ná. Cho nên là năm trần đó được gọi là cam mấy cú ná, mà ở đây mình dịch là năm là dụng công đức. Mà kẹt cái chỗ là tôi đã chính tai tôi nghe một cái vị giải thích động trời nữa, cái vị giải thích thế này gọi là dụng công đức là bởi vì những cái thứ gì mà nó ngọt ngào hấp dẫn là nó có từ cái phước xưa, từ cái phước xưa, từ cái phước xưa mình tạo cái phước cho nên đời này mình mới có đó để mình hưởng, cho nên nó được gọi là dụng công đức. Cái cách định nghĩa này nghe nó bệnh hoạn mà nghe nó nghèo làm sao đó nha. Đây nó có nghĩa là chỉ cho năm dục hấp dẫn, chứ chưa có biết là cái đó nó có phải do phước đem lại hay không thì chưa biết. Ví dụ như bây giờ con chim cú thì nó thích ăn con chuột, thì con chuột đó được cũng là dục công đức của nó, đó là cái cam mấy của nó nha. Chứ còn mình không thể nào cái còn cái chuyện mà cái con chuột đó là thức ăn của con chim cú thì cái đó chắc gì nó là phước của con chim cú nha. Cho nên trong trường hợp này mình thì giải thích vậy hơi gượng. Cho nên tôi tổng kết cái bài bài kệ này là cái gì, là cái gì là cái túi đựng hành trang, cái gì là cái túi đựng hành trang, túi đựng lương thực cho con người đó chính là đức tin. Rồi cái gì nữa, cái gì là điểm tựa, là chỗ dựa cho tài sản của con người thì đó chính là cái quyền lực. Quyền lực tức là cái khả năng mà huy động của mình nó tới đâu thì mình giàu tới đó, cái khả năng huy động tài sản của mình tới đâu thì mình giàu tới đó. Và dĩ nhiên là cái cách trả lời này là chỉ dành cho cái đối tượng trước mặt ngài thôi, một trường hợp khác thì sẽ nói khác. Rồi cái thứ ba là cái gì dẫn dắt người ta đi trong đời này, rồi cái thứ tư là cái gì mà khó lìa bỏ nhất. Lìa bỏ giống như đường chim bị dính bẫy, thì thật ra cái người hỏi cái này nè họ đã đoán được cái câu trả lời của Đức Phật mà họ muốn nhận xác nhận thôi. Rồi tiếp theo thì là xong rồi đó, cái bài kể đó là cái... nó như vậy đó. Bây giờ cho tôi xin cái bài tiếp theo, cho tôi xin cái bài kể tiếp theo. Sáng nay giá nào, 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 sáng nay.